Thưa quý vị, không thể đếm được đã có bao nhiêu bài báo tường thuật, phân tích, đánh giá, lý giải về tất cả các vấn đề trong đại án này. Không thể đếm được trên mạng xã hội có bao nhiêu bình luận, bao nhiêu lời mắng mỏ, rủa xả, lên án các bị cáo đang đứng trước vành móng ngựa, đặc biệt là các bị can là quan chức cao cấp. Và dĩ nhiên, cũng có không ít những lời bình luận độc địa cho rằng vụ đại án này là do cơ chế. Chủ trương thực hiện các chuyến bay giải cứu được chính phủ đưa ra vào tháng 4 năm 2020 do tình hình dịch bệnh bùng phát trên toàn thế giới. Lúc đó, các biện pháp phòng, chống dịch của Việt Nam đang có hiệu quả, được quốc tế đánh giá tốt. Đây là các chuyến bay do hành khách trả tiền vé, còn các chi phí khác trong thời gian cách ly tại các cơ sở quân đội hoàn toàn do nhà nước đài thọ. Nhưng về sau bắt đầu có cả các chuyến bay combo. Theo đó, hành khách phải chi trả trọn gói toàn bộ các chi phí phát sinh. Từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2021, khoảng hơn 1.000 chuyến bay đã được cấp phép đưa hơn 200.000 công dân về nước. Chính phủ phê duyệt 772 chuyến bay theo đề xuất của Bộ Ngoại giao, trong đó có 400 chuyến bay giải cứu, 372 chuyến bay combo. Và lợi dụng các chuyến bay này, các bị cáo là quan chức đã ăn, đã chặt chém không dưới 300 tỷ. Đây là một số tiền khổng lồ và nó càng kinh khủng hơn khi trong hoàn cảnh Đảng, Nhà nước và nhân dân đang dốc toàn lực chống dịch. Đám quan chức này đã lợi dụng một chủ trương rất nhân văn là phải bằng mọi cách cứu đồng bào mình ở nước ngoài. Chúng đã lợi dụng sự thiếu kiểm soát, sự cả tin của các cấp chính quyền vào những cán bộ bấy lâu nay họ cứ xoèn xoét rằng mọi việc làm của họ là vì dân, vì đồng bào người Việt. Vậy tại sao lại có những hậu quả vô cùng to lớn về những chuyến bay giải cứu này? Nguyên nhân đầu tiên của mọi nguyên nhân là những quan chức có trách nhiệm trong việc thực hiện các chuyến bay giải cứu là những kẻ đang nghĩ kế kiếm tiền bằng mọi giá, mọi cách, mọi thủ đoạn. Điều đáng nói, họ là những người được học hành, đào tạo bài bản, được trải qua nhiều vị trí công tác và vốn có được sự tín nhiệm nhất định ở cơ quan. Thế nhưng, khi có cơ hội để kiếm tiền thì họ bất chấp tất cả, bất chấp đạo lý, bất chấp trách nhiệm, bất chấp uy tín của tập thể. Họ nghĩ mưu nghĩ kế để kiếm tiền trên những người đang vô cùng khốn khó, thậm chí đến mức ăn tiền của tù nhân người Việt ở nước ngoài thì quả thật không còn gì để nói nữa. Gần đây, một cán bộ cao cấp có tâm sự với tôi rằng điều đáng lo nhất là một bộ phận cán bộ hiện nay đang coi việc kiếm tiền là lẽ sống. Nghe ông nói thì có sự bi quan về tình hình xã hội, nhưng với những gì đang diễn ra trong đại án những chuyến bay giải cứu, rồi vụ Việt Á và tới đây là những đại án Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh thì thấy rằng điều lo lắng của ông hoàn toàn có cơ sở. Trong một bài thuyết giảng của Pháp Sư Tịnh Không, ông có nêu một ví dụ là ông đã tổ chức một cuộc điều tra bí mật với 1.000 người gồm nhiều thành phần khác nhau trong xã hội. Câu hỏi của ông đưa ra rất đơn giản, bạn đang muốn điều gì nhất? Và thật bất ngờ, có 994 người trả lời là muốn có thật nhiều tiền. Điều này nghe có vẻ phũ phàng, nhưng nếu soi vào những gì đang diễn biến ở xã hội Việt Nam thì thấy đó đang là sự thật. Khi chúng ta chuyển đổi cơ chế từ tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì việc kiếm tiền đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Thực sự đồng tiền đang thể hiện sức mạnh gần như tuyệt đối của nó trong cơ chế thị trường. Đồng tiền đã làm thay đổi quan niệm về đạo đức, về lối sống của gần như tất cả mọi người. Trong khi đó, các cơ chế kiểm soát quyền lực, các quy định của luật pháp còn thiếu nhất quán, có nhiều kẽ hở cho việc kiếm tiền bằng mọi giá. Rất nhiều cán bộ đang chờ đợi khát vọng kiếm tiền của mình bằng những lời nói hoa mỹ, giáo điều và hết sức chính trị. Họ có thể lên bục giảng giải, nói hay như hát về các chính sách, các nghị quyết của Đảng, của chính phủ. Họ có thể nói rất xúc động về đạo đức của người cán bộ. Nhưng ẩn giấu đằng sau đó là những mưu hèn kế bẩn để được lên chức lên quyền. Và khi đó thì mục tiêu của họ là làm thế nào kiếm được nhiều tiền bằng chức tước. Cũng có những ý kiến lên án người đi hối lộ và cho rằng chính các đại gia này đang làm hư hỏng cán bộ. Nhưng tại sao không đặt ngược lại là chính cán bộ làm hư hỏng doanh nhân? Một bị cáo là doanh nhân khai trước tòa rằng khi thực hiện các chuyến bay phải thế chấp trước 30% tiền thuê tàu bay rồi phải nộp đủ khi được cấp phép. Mỗi lần thuê máy bay từ 6 đến 9 tỷ đồng. Rơi vào thế này thì không hối lộ cũng không xong. Nhiều doanh nghiệp bị quan chức đòi phải hối lộ cho nên phải ngậm đắng nuốt cay đưa tiền. Thiết nghĩ bên cạnh việc xét xử các bị cáo như phiên tòa đang diễn ra thì các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Công an, Bộ Ngoại giao cần có những phân tích mổ xẻ thấu đáo về nguyên nhân gây ra vụ đại án này và từ đó có những cơ chế, chính sách, biện pháp hiệu quả để phòng ngừa. Thưa quý vị, đó là những quan điểm, chia sẻ, nhận định của tác giả Nguyễn Như Phong.
sẽ rà soát những nơi bố trí người nhà làm cán bộ. Quý vị và các bạn thân mến, sáng 26 tháng 7, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt quy định 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, theo quy định mới, Bộ Chính trị yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng phải gương mẫu trong xem xét, bố trí người có quan hệ gia đình, thân quen vào vị trí đứng đầu đơn vị trực thuộc hoặc giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khác. Bà Trương Thị Mai nói, cần xem xét thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng tài năng, đức độ khi bố trí người thân quen để cán bộ, đảng viên, dư luận đồng tình, ủng hộ, tránh tình trạng sau đó lại đơn thư. Bà Mai cho rằng mỗi cán bộ chắc chắn tự đánh giá được như thế nào là người thân quen, biết mình thân quen ai. Theo quy định 114, Bộ Chính trị yêu cầu không bố trí người có quan hệ gia đình, đồng thời đảm nhiệm các chức danh thành viên trong cùng Ban Thường vụ cấp ủy, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, tập thể lãnh đạo cơ quan đơn vị cùng làm người đứng đầu hoặc cấp phó cùng địa phương, cơ quan, đơn vị. Các cơ quan không bố trí người có quan hệ gia đình, đồng thời đứng đầu các cơ quan nội vụ, thanh tra, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, công thương, kế hoạch đầu tư, tài nguyên môi trường, quân đội, công an, tòa án, viện kiểm sát ở trung ương hoặc cùng cấp ở một địa phương. Người có quan hệ gia đình là vợ chồng, bố mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng hoặc bố mẹ, người trực tiếp nuôi dưỡng vợ chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột của vợ chồng. Bà Trương Thị Mai dẫn chứng, ông là bí thư đảng ủy xã, không thể bố trí cấp phó là em hoặc vợ mình, dù người đó giỏi tới đâu. Quy định nêu rõ, người được bố trí công tác phải báo cho cấp trên hoặc địa phương, cơ quan nếu phát hiện có người nhà trong 13 ngành nêu trên. Đơn cử, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao dự tính bổ nhiệm một cán bộ trong ngành ở địa phương. Nhưng nơi đó có người nhà của người được bổ nhiệm, thì người được bổ nhiệm và cán bộ địa phương đều phải có trách nhiệm thông báo cho cơ quan có thẩm quyền. Bà Mai phân tích, nếu cán bộ được bố trí là người cùng gia đình nhưng giỏi, có năng lực, phẩm chất tốt, được tín nhiệm cao, thì phải báo cáo cấp trên và Ban Tổ chức Trung ương để đánh giá cho ý kiến. Nhận định đây là quy định rất khó vì đụng chạm đến tâm tư, tình cảm, mong muốn của nhiều người. Bà Trương Thị Mai chia sẻ, ai cũng mong muốn con em, người trong gia đình trưởng thành, phát triển. Thực tiễn trong cùng gia đình có thể có nhiều người giỏi, phẩm chất tốt. Bà nói, nhưng cán bộ làm lãnh đạo phải chấp hành nghiêm quy định của Đảng, điều gì cấm thì không được làm. Bà Mai cho biết thêm, hiện vẫn còn một số nơi bố trí cán bộ là người có quan hệ gia đình, Ban Tổ chức Trung ương tới đây sẽ rà soát. Thường trực Ban Bí thư đánh giá, từ khi Bộ Chính trị ban hành quy định kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền, quy định 205 năm 2019 đến nay đã từng bước khắc phục tình trạng lạm quyền, lộng quyền, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phục vụ lợi ích cá nhân. Bà Mai cho rằng quy định 114 có nhiều điều khoản nghiêm khắc hơn, nhưng cần làm sao để quy định đi vào cuộc sống thì cán bộ, đảng viên, nhân dân mới có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ. Quét sạch tội phạm nước ngoài khỏi Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua, an ninh Việt Nam đã bắt được nhiều đối tượng truy nã đỏ của Interpol, tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế là tội phạm công nghệ cao, tội phạm ấu dâm và thậm chí cả các phần tử khủng bố nguy hiểm. Đã đến lúc siết chặt công tác đăng ký tạm trú cho người nước ngoài để gánh nặng trên vai ngành an ninh bớt nặng nề. Ít ai biết rằng phải mất nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, một số đối tượng tội phạm nước ngoài mới bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt được và giao cho nhà chức trách của nước có tội phạm bị truy nã. Nhiều tội phạm nước ngoài lợi dụng các chính sách khuyến khích đầu tư đã đến Việt Nam với tư cách doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài và được một số doanh nghiệp trong nước bảo lãnh, gây khó khăn cho việc xác định danh tính thật, nhận diện tội phạm của cơ quan an ninh. Đặc điểm của các tội phạm nước ngoài khi đến Việt Nam là di chuyển rất nhiều, thay đổi địa bàn liên tục hoặc dùng giấy tờ giả để giao dịch. Tuy vậy, do được nhìn dưới lăng kính là khách du lịch hay nhà đầu tư, nên người dân và các cơ quan quản lý hành chính ở nhiều địa phương ít khi nghi vấn. Một ví dụ điển hình là vụ việc công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ yêu dâu xanh Diver Scarlett sau 2 năm lẩn trốn ở Hội An. Được biết, Scotland và châu Âu đã phát lệnh truy nã người này từ năm 2016 sau cáo buộc tấn công tình dục các bé trai trong những năm 1960-1970. Ngoài các đối tượng đến Việt Nam trốn nã, một số khác đến Việt Nam để mở rộng mạng lưới tội phạm, đặc biệt là cờ bạc, mại dâm, ma túy, buôn bán người. Mới nhất là vụ bắt giữ 3 người Hàn Quốc bị Interpol truy nã đỏ hồi đầu tháng 6.
nhóm người này được một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh bảo lãnh, hợp thức hóa hồ sơ xin cấp thị thực và thẻ tạm trú. Căn cứ vào hồ sơ của Interpol, đây là những chùm tội phạm công nghệ cao đã tạo lập và điều hành trang web đánh bạc, cá cược online, vận hành hệ thống trò chơi slot trên Internet. Nguy hiểm hơn, thời gian qua, thậm chí đã xuất hiện một số phần tử khủng bố vượt biên trái phép và trà trộn với cư dân địa phương, gây ra nhiều vụ xâm hại an ninh quốc gia như vụ tấn công Đắk Lắk vừa qua. Nhìn nhận một cách nghiêm túc, công tác quản lý tạm trú đối với người nước ngoài nhiều năm nay tồn tại không ít lỗ hổng, đặc biệt trên các địa bàn phức tạp, đông dân cư, nhiều hoạt động kinh tế đa dạng như thành phố Hồ Chí Minh. Dù công an thành phố đã triển khai việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Internet từ năm 2007, nhưng số lượng cơ sở lưu trú khai báo online vẫn chưa nhiều và chưa chủ động. Điều đó cho thấy ý thức của người kinh doanh lưu trú và các dịch vụ liên quan còn chưa cao, cần được chấn chỉnh thông qua các hoạt động phổ biến quy định cùng chế tài cụ thể đối với việc đăng ký tạm trú cho người nước ngoài. Thay vì chịu phạt từ 20 đến 40 triệu đồng, chủ cơ sở lưu trú chỉ cần hướng dẫn khách đăng ký tạm trú online trên điện thoại cá nhân theo đường link của cơ quan công an để nhận được sự chấp thuận và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp trong vòng 7 ngày làm việc. Đường link này cùng với quy định phạt tiền hay trục xuất khi không đăng ký tạm trú nên được giới thiệu ngay tại những vị trí dễ nhìn thấy nhất ở sân bay, nhà ga, bến tàu, khách sạn, nhà nghỉ, khu du lịch để tạo thành thói quen có điều kiện cho du khách khi đặt chân đến Việt Nam. Để một hành vi văn minh có ý nghĩa về an ninh trở thành thói quen của người dân và du khách, cần kết hợp giữa tuyên truyền quy định pháp luật và sự kiên quyết trong công tác xử lý sai phạm. Được vậy thì những nguy cơ bất ổn từ các nhân tố bên ngoài sẽ được ngăn chặn, phát hiện từ sớm và xã hội sẽ an toàn hơn.